Phạm Lịch nài nỉ con gái dừng việc tố Phạm Anh Khoa gạ tình. Trong cuộc phỏng vấn mới đây, Phạm Lịch đã chia sẻ những thông tin gây sốc xoay quanh chuyện cô tố nam ca sĩ Phạm Anh Khoa gạ tình mình bằng lời lẽ tục tĩu. Phạm Lịch nói rằng cô có bằng chứng để chứng minh lời mình nói không phải là bịa đặt. Đồng thời, Phạm Lịch cũng cho biết thêm cô đang đối mặt với khá nhiều áp lực bởi từ sau khi vụ việc bùng nổ, đã có rất nhiều người nhắn tin, gọi điện đe dọa Phạm Lịch. Khi được hỏi về phản ứng của gia đình đối với vụ việc lần này, Phạm Lịch cho biết những người thân cận, bạn bè hầu như đều ủng hộ quyết định của cô. Riêng mẹ, người gần gũi nhất lại phản đối quyết liệt. Phạm Lịch nói, tôi có chia sẻ với mẹ câu chuyện của mình. Mẹ tôi năn nỉ tôi đừng nói, hãy bỏ qua đi. Tại vì trong giai đoạn gặp chuyện, tôi bỏ ăn, sức khỏe xuống hẳn. Mẹ tôi rất lo lắng và hỏi ngược lại rằng, tôi nói để làm gì? Trong khi bản thân đang sống yên ổn, thì chia sẻ để làm gì? Mẹ nói hết những điều này trong giai đoạn tôi bắt đầu chia sẻ về vụ việc. Mọi người không nghĩ đơn giản rằng khi nói lên sự thật, bản thân sẽ thấy thanh thản ư? Không hề thanh thản đâu, mình sẽ nhận về muôn vàn lời chỉ trích, đe dọa, chửi bới, trách móc. Mẹ đã đọc những bài viết chia sẻ của tôi trên Facebook. Tôi chặn Facebook của mẹ luôn, bởi sau khi đọc những điều đó thì mẹ đã viết cho tôi rất nhiều, đại khái là khuyên tôi dừng lại, đừng nói nữa. Mẹ cho rằng nếu tôi bỏ qua lần này, tuy sẽ chịu thiệt thòi một chút, nhưng tương lai sẽ nhận về những thứ khác. Nhưng lúc đó tôi bị mọi người bùa vây rồi, chẳng còn sáng suốt nữa. Dẫu vậy thì tôi tin là mình làm đúng. Tôi đã nói với mẹ rằng hãy cho con được một lần nói lên những suy nghĩ của mình. Từ trước đến giờ, chưa bao giờ tôi lên tiếng đòi quyền lợi cho mình. Nhưng đến giờ phút này, tôi phải nói vì mình bị bức bách và tổn thương quá nhiều. Còn mẹ tôi thì vẫn thế thôi, khuyên con gái đủ điều. Nhưng mẹ viết tới đâu thì tôi chặn Facebook đến đó. Mẹ tôi thương tôi thôi, mẹ đang nghĩ rằng những lời nói kia sẽ đả kích đến tôi. Bản thân tôi cũng không muốn mẹ lo lắng nữa, nên tôi quyết định chặn hết. Bên cạnh đó, Phạm Lịch cũng bộc bạch rằng cô cảm thấy chạnh lòng khi làm cho mẹ buồn đến như thế. Tuy nhiên bất chấp những lời căng thẳng từ mẹ, Phạm Lịch vẫn quyết định làm theo mẹ mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy bấm đăng ký để theo dõi mỗi ngày. Chúng tôi sẽ cung cấp những câu chuyện hay hấp dẫn ly kỳ đến quý vị. Quý vị nhớ đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.